Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với Thời sự 24 giờ TV, kênh cập nhật những tin tức thời sự nhanh nhất, hấp dẫn nhất. Hôm nay có thông tin gì đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Kính thưa quý vị, cho bản tin mới nhất về chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 hôm nay, mời quý vị đến với tin chính sau đây. Tin quá vui, ông Trump sẽ trắng án ở phiên luận tội tại Thượng viện. Bí mật kế hoạch chưa từng tiết lộ của ông Trump nhằm lật kèo bầu cử, Tin lộ món quà chia tay của ông Trump dành cho Tổng thống Biden, đúng người, đúng thời điểm. Sau đây, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin vui, ông Trump sẽ trang án ở phiên luận tội tại Thượng viện. Sau khi lãnh đạo Đảng Dân Chủ thông báo họ sẽ gửi bản luận tội ông Trump lên Thượng viện vào đầu tuần tới, nhiều nghị sĩ Cộng Hòa đã lên tiếng chỉ trích cho rằng sẽ không có việc ít nhất 17 thượng nghị sĩ Cộng Hòa sẽ bỏ phiếu kết tội ông Trump và cấm ông tham gia chính trường vĩnh viễn. Khảo sát hơn 10 thượng nghị sĩ Cộng hòa cho thấy, đa số nghị sĩ Cộng hòa dường như sẽ bỏ phiếu tha bổng cho Trump, chỉ một số nghị sĩ ủng hộ kết tội ông trước khi có thêm bằng chứng hoặc các động lực chính trị bên trong đảng làm thay đổi cục diện. Họ cũng cho rằng thời gian càng trôi xa sau vụ bạo loạn ở trụ sở Quốc hội hôm ngày 6 tháng 1 thì các nghị sĩ cũng sẽ nguôi ngoai dần và không còn sục sôi mong muốn kết tội ông Trump. Khả năng kết tội ông Trump gần như không có. Thượng nghị sĩ bang Mississippi Roger Wicker bình luận trong quan điểm này, thượng nghị sĩ bang Texas John Cornyn nói, Tôi nghĩ khả năng đạt được 2 phần 3 số phiếu để kết tội ông Trump là bằng không. Phe Cộng hòa đưa ra lập luận rằng, việc xét xử một cựu tổng thống là vi hiến và quá trình xét xử quá ngắn có thể sẽ không mang lại quá trình xét xử công bằng cho ông Trump. Với những lập luận này, các thành viên Đảng Cộng Hòa, trong đó có cả lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, tin rằng họ có thể tránh được kết tội ông Trump. Về mặt chính trị, hầu hết các nghị sĩ Cộng Hòa không mong muốn phá hàng ngũ và cũng không muốn đối mặt với sự công kích giống như 10 hạng nghị sĩ Cộng Hòa đã phải hứng chịu sau khi bỏ phiếu luận tội ông Trump tuần trước. Với đảng Dân Chủ, họ cũng phải đối mặt với bài toán không hề đơn giản. Nếu chấp nhận thì quá trình xét xử kéo dài, có thể lên đến 21 ngày như phiên xét xử ông Trump lần đầu vào năm ngoái với sự tham gia của các nhân chứng. Họ có thể làm thỏa mãn các nghị sĩ Cộng Hòa đề nghị cho ông Trump có đủ thời gian, cơ hội để giải thích. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, quá trình xét xử sẽ khiến chính quyền của Tổng thống Joe Biden mất gần một tháng đầu nhiệm sở bởi quốc hội khó tập trung vào các chương trình nghị sự ưu tiên của ông. Ngược lại, nếu chỉ tiến hành một quá trình xét xử ngắn, Đảng Dân Chủ khó thuyết phục được đủ số thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu kết tội ông Trump. Một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa được cho là sẽ bỏ phiếu kết tội ông Trump gồm thượng nghị sĩ miss Romney, Susan Collins, Bessette, Lisa Murkowski và Pat Toomey. Nhưng để có ít nhất 17 thượng nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ kết tội ông Trump là điều không dễ dàng. Hạ viện Mỹ tuần trước thông qua luận tội ông Trump kích động bạo lực, cáo buộc ông có vai trò trong vụ bạo loạn ở trụ sở quốc hội hôm ngày 6 tháng 1 khiến 5 người thiệt mạng. Hạ viện dự kiến sẽ trình bàn luận tội lên Thượng viện vào ngày 25 tháng 1. Trong khi đó, lãnh đạo Thượng viện quyết định sẽ hoãn xét xử luận tội ông Trump đến ngày 8 tháng 2. Trong quá trình xét xử tại Thượng viện, nếu ít nhất 2 phần 3 trong số 100 thượng nghị sĩ ủng hộ bản luận tội của Đảng Dân Chủ, thì ông Trump sẽ bị kết tội. Nghĩa là, để kết tội ông Trump cần sự ủng hộ của ít nhất 17 thượng nghị sĩ Cộng Hòa, sau đó Thượng viện có thể bỏ phiếu tiếp để cấm ông Trump tái tranh cử trong tương lai. Tin tiếp theo, bí mật, kế hoạch chưa từng tiết lộ của ông Trump nhằm lật kèo bầu cử. Báo New York Times dẫn nguồn thạo tin ngày 23 tháng 1 cho biết, ông Trump từng cân nhắc sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeffrey Rosen và thay thế bằng Jeffrey Clark. Một luật sư của bộ này và hy vọng Clark sẽ giúp ông gây sức ép lên giới chức Georgia để đảo ngược kết quả bầu cử. Ông Trump chỉ từ bỏ ý định này sau khi được cảnh báo rằng sẽ làm như vậy, tất cả các quan chức cấp cao còn lại của Bộ Tư pháp sẽ từ chức hàng loạt. Ông Rosen là quyền bộ trưởng tư pháp Mỹ sau khi người tiền nhiệm William Barr từ chức do không đồng thuận với chiến lược đảo ngược kết quả bầu cử của ông Trump. Phản ứng về thông tin trên, ông Clark cho biết, ông không hề lên tiếng hay bất cứ kế hoạch nào nhằm loại bỏ ông Rosen và thông tin của New York Times là sai sự thật. Ông Trump và ông Rosen và Bộ Tư pháp Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận. Georgia là một trong những bang chiến trường có ý nghĩa quyết định của bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ông Trump đã thua ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden ở đây, nhưng ông Trump không thừa nhận thất bại đó và liên tục đưa ra các cáo buộc gian lận bầu cử. Mặc dù vậy, các vụ kiện gian lận bầu cử của ông và các đồng minh ở Georgia và một số bang chiến trường khác đều thất bại. Tiết lộ món quà chia tay của ông Trump dành cho Tổng thống Biden, đúng người, đúng thời điểm, những cuộc khảo sát gần đây đã cho thấy khoảng 3 phần tư hoặc hơn số đó các cử tri đảng Cộng Hòa tán thành với những cáo buộc chưa có bằng chứng của ông Trump rằng ông Biden đã đánh cắp cuộc bầu cử 2020, một con số mà các chuyên gia cho là đáng báo động. Tuy nhiên, điều đó tức là có khoảng 1 phần 5 đến 1 phần tư người ủng hộ đảng Cộng Hòa bác bỏ quan điểm này. Họ cho rằng những nỗ lực đảo chiều bầu cử vừa qua chính là nguồn cơn châm ngòi cho cuộc bạo loạn ở tòa nhà quốc hội hôm ngày 6 tháng 1. Những người lo lắng về hành động của đảng Cộng Hòa cũng như về vai trò tương lai của ông Trump trong đảng có thể tạo nên cơ hội để ông Biden lôi kéo các cử tri đảng Cộng Hòa về phía mình. Những người có khả năng thoát ly, hoàn toàn khỏi đảng do bắt đồng với sự lãnh đạo của ông Trump. Trên thực tế, nếu Tổng thống Biden có thể dần dần thu hút một số lượng lớn các cử tri đảng Cộng Hòa bất mãn với cuộc bạo loạn vừa qua, việc này sẽ tạo nên một cơn địa chấn về cán cân quyền lực trong chính trường Mỹ. Có một lượng nhất định các thành viên đảng Cộng Hòa đang tìm cách chia tay với ông Trump. Họ không cần biết thực hiện việc này như thế nào, nhưng sự kiện hôm ngày 6 tháng 1 khiến họ phải cân nhắc. Jones Ajalon, trưởng nhóm tiến hành các cuộc khảo sát trong chiến dịch của ông Biden nhận định. Trong bài phát biểu nhậm chức hôm 20 tháng 1, ông Biden khẳng định rằng ông sẽ là tổng thống của tất cả người dân Mỹ, đồng thời đấu tranh không ngừng nghỉ cho cả những người không ủng hộ tôi lẫn những người ủng hộ tôi trọng tâm bài phát biểu của ông Biden là cam kết sẽ đoàn kết nước Mỹ và đưa ra một lời kêu gọi dứt khoát với những người còn hoài nghi ông. Ngoài sự hậu thuẫn vốn có từ đảng dân chủ, những dạng nước ngày càng lớn của liên minh đảng cộng hòa có thể giúp ông Biden nhận được sự ủng hộ lớn hơn đối với các chương trình lập pháp, đặc biệt là tại thượng viện. Mong muốn của phần lớn đảng cộng hòa nhằm tự tách mình khỏi những thành phần cực đoan bạo lực có thể khiến các thành viên trong đảng này quan tâm hơn đến việc tìm kiếm những khía cạnh có thể hợp tác với ông Biden. Các nhà phân tích từ đảng dân chủ và đảng cộng hòa nhận định với the atlantic nếu như các cử tri đảng Cộng Hòa bất đồng với ông Trump thể hiện sự tán thành với ông Biden ở mức độ nào đó, điều này có thể khiến các nghị sĩ đảng Cộng Hòa thoải mái hơn trong việc bỏ phiếu cho Biden trong một số vấn đề. Biden chăn trở với nỗ lực đoàn kết lưỡng đảng Thưa quý vị, cuộc bạo loạn ở tòa nhà quốc hội cùng mối đe dọa của đại dịch COVID-19 có thể tạo ra những sức ép buộc một số thành viên đảng Cộng Hòa phải tìm cách hợp tác với ông Biden gói cứu trợ kinh tế trị giá 1.900 tỷ đô, ông Biden thông báo hồi tuần trước là phép thử quan trọng cho chiến lược của mỗi đảng trong môi trường chính trị đầy biến động như hiện nay. Nhà trắng của ông Biden muốn thông qua gói cứu trợ này theo một chương trình thông thường thay vì sử dụng tới một thủ tục lập pháp đặc biệt, còn được gọi là quy trình hòa giải, cho phép các dự luật thuế và ngân sách được thông qua với đa số phiếu thường, tức là hơn một nửa tổng số phiếu. Một quan chức cấp cao nhà trắng giấu tên cho hay hiện nay ông biden có những lý do thực tế để bỏ qua quy trình này bởi nó mất thời gian hơn quy trình thông thường trong khi ông biden muốn đẩy nhanh việc hỗ trợ kinh tế cho người dân và việc phân phối vaccine hoặc là tổng thống muốn để dành quy trình này cho gói khôi phục kinh tế lớn hơn dự kiến tiết lộ vào tháng tới Ngoài ra hơn hết, bằng các dự luật ngân sách trên được thông qua theo cách thông thường, ông Biden đang đưa ra một tuyên bố chính trị về mục tiêu đoàn kết lưỡng đảng của mình. Nếu nhà trắng và Đảng Dân chủ không sử dụng tới quy trình hòa giải trên, họ cần 60 phiếu để phá vỡ khả năng thượng viện có thể cản trở dự luật được thông qua. Điều đó tức là ông Biden sẽ cần sự ủng hộ từ ít nhất 10 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, thậm chí cả khi ông hoàn toàn có thể thông qua dự luật này chỉ bằng số phiếu của Đảng Dân chủ tại hạ viện. Giành được số phiếu của các thành viên Đảng Cộng Hòa này sẽ không phải việc dễ dàng, nhất là khi không có những bộ lớn nào chưa được đưa ra. Khi ông Obama nhậm chức năm 2009, giữa lúc cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra, kế hoạch khôi phục kinh tế của ông giành được vừa đủ 3 phiếu của Đảng Cộng Hòa để ngăn chặn bất cứ sự cản trở nào. Ông Biden, với vai trò là phó tổng thống vào thời điểm đó, đã hỗ trợ đàm phán về gói cứu trợ trên với các thành viên đảng Cộng Hòa. Những người đã yêu cầu chính quyền ông Obama phải cắt giảm khoảng 100 tỷ đô trong ngân sách đề xuất mà thúc đẩy việc cắt giảm thuế. Tới nay, một số thành viên đảng Dân Chủ tin rằng những quyết định trên đã làm chậm sự khôi phục nền kinh tế trong hai năm đầu của ông Obama, khiến đảng Cộng Hòa giành chiến thắng cách biệt trong cuộc bầu cử miễn giữa năm 2010. Mức độ ông Biden chấp nhận nhường bộ về gói cứu trợ trên là minh chứng cho hướng tiếp cận của chính quyền ông với quốc hội. Và trường ngược lại cũng vậy, phản ứng của Đảng Cộng Hòa về gói cứu trợ trên cho thấy có bao nhiêu nghị sĩ cảm thấy sẵn sàng đối đầu với o Biden ngay từ đầu và có bao nhiêu người cảm thấy sức ép cần hợp tác với ông. Vận may của Biden đúng người, đúng thời điểm William Holland, một cựu giám đốc nhân sự Đảng Cộng Hòa thuộc Ủy ban Ngân sách Thượng viện đã dự đoán rằng ông Biden có thể thuyết phục được 10 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa để thông qua gói cứu trợ trên. Mặc dù ông Holland nói rằng ông Biden có thể cần thu hẹp kế hoạch này, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, chẳng hạn như bỏ bớt đề xuất tăng lương tối thiểu, thì ông tin là các nghị sĩ đảng Cộng Hòa cảm thấy sức ép cần hành động. Trong cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang đối mặt, tôi cho là sẽ có đủ các thành viên đảng Cộng Hòa cân nhắc đến việc này và thực sự có những người muốn thể hiện dưới một hình thức nào đó rằng sau sự ra đi của ông Trump, hai bên có thể hợp tác với nhau. Trước khi cuộc bạo loạn hôm ngày 6 tháng 1 diễn ra, Đảng Cộng Hòa cho rằng họ sẽ gắn chặt tên tuổi của ông Tổng thống Trump cũng như nền tảng cử tri của ông. Tuy nhiên, trước nỗ lực không ngừng nghỉ của Trump nhằm đảo ngược chiến lược bầu cử cũng như cuộc tấn công vào tòa nhà quốc hội vừa qua làm suy sụp những tính toán này và suy yếu vị thế của ông Trump trong đảng. Một số cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc được tiến hành sau khi cuộc bạo loạn ở tòa quốc hội xảy ra cho thấy rằng Tổng thống Trump dù vẫn nổi tiếng trong nền tảng cử tri của Đảng Cộng Hòa, nhưng ông đã mất đi một lượng cử tri nhất định. Chẳng hạn như trong một cuộc khảo sát mới đây của CNN, gần 1 phần 5 cử tri đảng Cộng Hòa nói rằng họ không tán thành với Tổng thống Trump, một tỷ lệ cao hơn hẳn so với những con số này trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Ngoài ra, khoảng 1 phần 4 cử tri đảng Cộng Hòa chia sẻ họ coi ông Biden là người chiến thắng hợp pháp. Các cuộc khảo sát khác cho thấy ảnh hưởng của Tổng thống Trump trong đảng đã phần nào suy giảm. một phần 4 thành viên đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Trump trong cuộc khảo sát hồi tháng 8 năm 2020 quay sang phản đối ông hiện nay. Cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew, BBC, The Washington Post tiến hành sau cuộc bạo loạn hôm 16 tháng 1 cho thấy lần lượt 40%, 35% cử tri Đảng Cộng hòa cho rằng đảng này nên tìm kiếm một hướng đi khác nhằm làm giảm ảnh hưởng của ông Trump trong đảng. Trong khi đó, thì tỷ lệ cử tri Đảng Cộng hòa cởi mở với việc ông Biden là Tổng thống, mặc dù nhỏ hơn nhưng cũng khá đáng kể. Một cuộc thăm dò dư luận của CNN cho thấy, cứ năm cử tri Đảng Cộng Hòa hoặc nghiêng về ủng hộ Đảng Cộng Hòa thì có một người cho rằng ông Biden tương đối thành công trên cương vị là một tổng thống. Đặc biệt có tới 60% cử tri nói chung dành những câu trả lời tích cực cho Biden trong mỗi câu hỏi. Những con số trên nhấn mạnh tới tiềm năng có thể mở rộng nền tảng cử tri của Biden. Trong thời gian trở lại đây, bởi các đảng phái ở Mỹ ngày càng chia rẽ hơn, nên Tổng thống hiếm khi nhận được tỷ lệ ủng hộ 55%. Ở lưỡng đảng Mỹ, nhiều người nghi ngờ việc ông Biden có thể duy trì sự ủng hộ rộng khắp như hiện nay về dài hạn. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ trên mức 50% của Biden có thể khiến nhiều thành viên đảng Cộng Hòa thoải mái trong việc tán thành với ông về một số vấn đề, cũng như cải thiện những hạn chế của đảng Dân Chủ nhằm tránh thất bại to lớn cho cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Ông Biden, một chính trị gia, dày dặn kinh nghiệm xuất hiện vào đúng thời điểm đảng Cộng Hòa đối mặt với lựa chọn giữa một bên theo lập trường của ông Trump, một bên có quan điểm truyền thống hơn. Đây dường như là cơ hội lớn của Biden để từ sự chia rẽ này thiết lập sự đoàn kết rộng khắp hơn như mục tiêu ông hướng tới, cũng như tạo nên thay đổi lớn lao với chính trường Mỹ trong tương lai. Chúng tôi là Thời sự 24 giờ TV. Những tin tức thời sự đáng chú ý có trong ngày sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị. Quý vị đừng quên like, share và subscribe để cập nhật sớm nhất những tin tức thời sự nóng hổi có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!